Em chốt đơn cho chị yêu Thanh nha, lấy một đầm của em đang mặc đây, DV015. Dạ rồi, cảm ơn chị yêu thương thương, nhận được hàng của bên em rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha. Mã đầm của em mặc đây là DV015. Nếu như mà chị yêu nào mọi người mới vào coi được cái livestream này và chưa kịp đặt hàng thì mọi người nhanh tay lên đơn là DV015 kèm số điện thoại các chị yêu nha. Mọi người ơi, màu của em mặc đây quá đẹp và sang luôn. Tông màu sẽ là đen kết hợp cùng với lại họa tiết sẽ là tông màu hoa đỏ và hoa sẽ là 5D, rất là nổi bật các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người đặt hàng nhanh tay để lại là DV015 kèm với số điện thoại và chia sẻ ngay livestream này cho bên em, sẽ sale cho các chị yêu mình từ giá là 599 ngàn đồng còn 547 ngàn đồng và miễn ship giao hàng trên toàn quốc, nhớ phải có chia sẻ like thì em mới ưu tiên lên đơn hàng cho mọi người được các chị yêu nha. Dạ rồi, chốt đơn ơi, chị Trang Nguyễn lấy một đầm DV015 size 65 kg 1m55 mặc vừa nha chị ơi. Form đầm quen nam mặc đây, thiết kế sẽ là dáng váy xẻ bồng rất là đẹp luôn đúng ạ. Màu lên cho mọi người sẽ là tông màu đen và kết hợp cùng với lại họa tiết hoa đỏ. Mọi người nhìn cái phần họa tiết hoa của em này, nó rất là nét luôn và đặc biệt là lên nhìn giống như là họa tiết tranh vẽ vậy đó các chị yêu nha, mặc cực kỳ sang. Đầm DV015 này của em thì có đầy đủ size dành cho mọi người, đó là từ size M, L, XL cho đến chị yêu nào mình từ khoảng đến 70 kg đổ về cho em là mặc đẹp luôn các chị yêu nha. Và cái chất liệu vải hôm nay em chọn cho mình đó là vải von lụa cao cấp, và vải von này của bên em lại là hàng nhập nha các chị yêu nha. Và bên trong thì em làm cho chị yêu một em lớp lót này là lót lụa luôn, cho nên là khi các chị yêu mặc lên cực kỳ thoải mái và mặc lên rất là mát các chị yêu nha. Mã đầm của em mặc đây là DV015, chị yêu nào mọi người đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại trong line liền cho bên em các chị yêu nha. Form đầm này mọi người có thể mặc đi chơi, đi công sở, đi dạo phố hoặc là đi tiệc nhẹ đều được các chị yêu nha. Đây em quay một vòng cho các chị yêu mình xem form đầm ở đằng sau. Mọi người ơi, đầm DV015 này đằng sau em may thiết kế là có khóa kéo cho các chị yêu mình nha. Và cái khóa kéo này của bên em là em làm theo cái kiểu là khóa in chìm, cho nên là khi mọi người mặc lên á, cái khóa đằng sau nó rất là đẹp luôn các chị nha. DV015 chỉ với giá là 547 ngàn đồng thôi và miễn ship giao hàng ở trên toàn quốc các chị yêu nha. Nếu như mà chị yêu nào mọi người đến cửa hàng mua hoặc là các chị yêu mọi người đặt hàng ngoài khung giờ livestream ngày hôm nay của bên em thì các chị sẽ mua với giá gốc là 599 các chị yêu nha. Chị nào mọi người chia sẻ like rồi em lên đơn cho các chị yêu là 549k và miễn ship giao hàng luôn. Màu lên cho các chị yêu cực kỳ đẹp và cái tông màu này rất là thích hợp cho chị nào công sở và trung niên nè. Em lên đơn cho chị Vũ Trần lấy một đầm DV015 size L luôn nha. Chốt đơn cho chị yêu Thanh Nga lấy đầm DV015. Cảm ơn chị yêu Trần Thị Liên lấy đầm DV015 luôn, chỉ 65 kg mặc vừa không em? Dạ vừa luôn nha chị ơi. Đầm của em năm mặc đây cho các chị yêu mình là size là từ M, L, XL tới 2XL và chị yêu nào mình 70 kg đổ về là vừa. 65 kg thì các chị yêu mặc mẫu nào bên em cũng đẹp các chị yêu nha. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm em. Cảm ơn chị yêu Phạm Dung rất là nhiều luôn nha. Mọi người ơi, bây giờ thì sắp tới là mùa hè rồi cho nên là thời tiết nó sẽ nóng đúng không mọi người ha. Sài Gòn bây giờ là thời tiết đang rất là nắng nóng luôn. Cho nên là vì vậy các chị yêu mọi người nên sở hữu ngay em một em đầm vải của nó là vải von lụa để khi các chị yêu mọi người mặc lên nhìn nó thoải mái hơn các chị yêu nha, và mặc lên nó mát hơn rất là nhiều luôn nha mọi người. Cảm ơn chị yêu Hồng Vân Lê, chị nhận được váy rồi rất là ưng ý, cảm ơn chị yêu rất là nhiều luôn nha. Mọi người ơi, chị nào mình đặt hàng tranh thủ mình chia sẻ like cho em nha, bởi vì sao hôm nay em tri ân dành cho các chị yêu trên like, giá gốc là 599k giảm còn 547 ngàn đồng và miễn ship giao hàng cho chị yêu mình luôn, cho nên là vì vậy các chị phải có chia sẻ thì em mới tranh thủ lên đơn cho chị yêu mình được. Và số lượng hôm nay ở trong livestream thì em chỉ có 20 đầm thôi các chị yêu nha. Mọi người ơi, hôm nay thì em chỉ có 20 đầm trong live thôi, mà bây giờ hiện tại em thấy là đang có rất là nhiều chị đang theo dõi livestream, cho nên là vì vậy mọi người tranh thủ đặt hàng liền các chị yêu nha. Em thì đang phát livestream trực tiếp ở 4 bay luôn nha mọi người, cho nên là nếu như mà chị nào mình coi live chưa thấy em trả lời comment hay là chưa thấy em đọc tên chốt đơn thì vẫn sẽ có nhân viên tư vấn các chị yêu nha. Do là em đang phát livestream ở trên 4 bay luôn cho nên nhiều khi comment nó trôi không có đọc hết các chị nha. Ok, chị yêu Trang Hà lấy một đầm DV015, chốt đơn cho chị Ngọc Diệp lấy một đầm DV015. Có nhìn thấy chị không em? Dạ em có thấy chị luôn nha chị yêu Hồng Nhung ơi. Rồi mọi người ơi, nhanh tay giùm em nè, DV015 kèm với số điện thoại cho em các chị nha. Vải em mặc đây cho mình đây là vải hai lớp và form đầm này khi các chị yêu mình mặc lên em may nhất chị yêu mình là dáng đầm dài qua gối kiểu midi các chị yêu nha. Dáng đầm dài như thế này sẽ làm cho người các chị yêu mình cao hơn và mặc lên sẽ che được cái phần bụng và phần đùi cho mọi người rất là tốt các chị yêu nha.
Đây mọi người nhìn cho em nè, một cái dáng và váy xòe cho chị yêu thì nhìn nó giống như một bông hoa luôn mọi người. Đằng sau thì làm thiết kế khóa kéo và form đầm lên. Đây các chị coi giùm em nha, siêu đẹp và siêu sang luôn. DV cho em là 015 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công. Chị nào bỏ qua đầm này thì là sự quá tiếc luôn các chị ơi. Đầm này đi tiệc được không em? Dạ được nha chị Bảo Ngọc ơi. Trời đầm của em đang mặc đây, mọi người mặc đi chơi, đi tiệc hay là các chị mặc đi du lịch là đều hợp luôn các chị yêu nha. Nếu như chị yêu nào chuẩn bị mình đi biển với gia đình bạn bè của mình nên có em đầm DV015 này. Mẫu này họa tiết hoa văn này là độc quyền của Dory các chị yêu nha. Một trong những thiết kế mới nhất của bên em luôn. Ra ngoài các chị sẽ không bắt gặp được cái hoa văn như thế này, nền là tông đen kết hợp cùng họa tiết là hoa đỏ nha các chị yêu nha. Phần tay em làm cho chị yêu mình, đây sẽ là dáng tay cho chị yêu mình là khuét nè, và ở trên em làm cho chị yêu phối viền bèo các chị thấy không, nó vừa cho em là có hơi một cái tí gì đó thoải mái phóng khoáng nhưng mà vẫn tạo cảm giác cho chị yêu mình lịch sự. Phần cổ thiết kế sẽ là cổ thuyền các chị yêu nha. Đầm em mặc đây các chị mặc đi công sở được luôn nha mọi người. DV015 ok chị yêu Nhung Bùi lấy đầm DV015 15 cho em xin số điện thoại nha. Chị yêu nào mình đặt hàng phải có số điện thoại và có chia sẻ livestream thì em mới lên đơn được nha mọi người. Đằng sau đây các chị yêu nha, DV cho em là 015 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công. Chị yêu nào mình có chia sẻ like em ưu tiên chốt đơn. Chị nào mà chưa kịp chia sẻ like thì nhanh tay chia sẻ lên hội nhóm, lên trang cá nhân giùm em nha. 599 ngàn đồng một đầm em sale còn giá 547 ngàn đồng và miễn luôn phí ship giao hàng đến tận nhà luôn. Mọi người ơi, đầm này thị trường đang bán 650 tới 700 ngàn một đầm cho em một cái mã hàng thiết kế các chị yêu nha. Đó cho nên là hôm nay các chị mua trên live có 547 ngàn thôi, rất là rẻ và rất là đẹp luôn các chị nha. Ok cho chị Hoa Nguyễn lấy một đầm DV015 55 ký nè. Chốt đơn cho chị yêu Trần Thị Thủy lấy một đầm DV015. Chị chia sẻ rồi chốt đơn cho chị nha em. Dạ rồi, em cảm ơn chị Kim Thủy nha. Bao nhiêu tiền? Dạ mẫu đầm em mặc đây hiện tại đang sale chỉ còn 547 ngàn đồng thôi chị yêu Lam Giang Vũ ơi. 547 7.000 đồng miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn các chị yêu nha. Tiền ship của bên em á là trong Sài Gòn sẽ là 20.000, còn ship tỉnh là 30-35.000 đồng các chị nha. Nhưng mà chị yêu nào mình đặt hàng trong giờ livestream hôm nay, các chị yêu mình chia sẻ like em miễn ship giao hàng đến tận nhà luôn. Chị nhận được hàng rồi, mặc vừa lắm. Cảm ơn chị yêu Diệu Lan rất là nhiều luôn nha. Còn chị yêu nào mình nhận được hàng của Dori rồi mà thấy đẹp thì các chị yêu mình nhớ cho em xin feedback luôn các chị yêu nha. Đẹp quá, em cảm ơn chị yêu nhí nhỏ nhắn luôn nè. Đầm này thì phải gọi với các chị yêu là mặc lên cực kỳ tôn da và phun đầm thì lên rất là chuẩn luôn nha. Hiện tại em thấy là DV015 các chị yêu mình đặt hàng rất là nhiều luôn. Ok, chị Cẩm Nguyễn lấy một đầm DV015 size XL nè. Chốt đơn cho chị Phạm Dung lấy một đầm DV015 nè. Dạ rồi, em thấy chị Trang Ngô chưa có số điện thoại đâu nha. Phải để lại số điện thoại mới có đơn hàng và có chia sẻ like cho em thì em sẽ ưu tiên chốt đơn luôn nha mọi người ơi. Dạ rồi, chị Hằng Võ ơi, bao nhiêu? Dạ đầm em mặc đây sale từ giá gốc là 599k còn 547.000 đồng. Phi ship giao hàng đến tận nhà và ngoài ra hỗ trợ đổi size các chị yêu mình nếu như mặc không vừa. Đối với em đầm DV015 này thì sẽ có size đầy đủ cho chị yêu là từ size M, L, XL cho đến size cho chị là 2XL và 70 kg cho em đổ về là vừa các chị nha. Chất liệu vải em mặc đây sẽ là vải von lụa và vải này là rất là mềm mát cho các chị yêu mình luôn. Phần tay em làm thiết kế tay ngắn này, có khoét và có phối viền bèo cho mình. Cổ thì sẽ là cổ thuyền các chị nha. Và phần eo thiết kế cho chị yêu có phối bản đai cho nên là mọi người thấy là nhìn cái eo rất là nhỏ gọn luôn. Hoa văn của đầm DV015 này quá đẹp luôn các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào mọi người chưa đặt hàng được em đầm này nhanh tay, em lên đơn đúng cho 5 chị cuối cùng nữa thôi. Tại vì hôm nay trong livestream này em chỉ chốt cho 20 chị thôi các chị yêu nha. Vì vậy nãy giờ thấy số điện thoại lên rất là nhiều rồi. Không biết là còn chị nào mình chưa đặt được hàng thì nhanh tay giúp bên em. Chị Kim Thu Trần lấy một đầm DV015 nha. Chị yêu nào mình đặt hàng thì ghi là DV015 kèm số cho em, giá sale là 547.000 đồng. Ngoài khung giờ live sẽ là 599 các chị nha. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, đầm là cái form lên cho em rất là chuẩn nha. Mặc lên không hề bị lộ bụng mà các chị yêu mặc đi chơi hay là các chị mặc đi du lịch rất là đẹp luôn các chị yêu nha. Mọi người nhớ là mua về tặng quà bạn bè người thân được nè, mua về mặc đi chơi đi tiệc cho em đều được luôn các chị nha. DV015 kèm số điện thoại 3 chị cuối cùng thôi ạ. À, hiện tại em đang phát livestream ở trên nhiều bay các chị yêu nha. Nếu
nhưng mà chị yêu nào mọi người coi livestream chưa thấy em đọc tên chốt đơn, chưa thấy em trả lời comment thì cũng không sao, vẫn sẽ có nhân viên em tư vấn cho mình. Chỉ cần comment đúng cú pháp là DV015 kèm số điện thoại và chia sẻ ngay livestream này cho bên em. Từ giá gốc là 599k, sale còn 547.000 đồng thôi, và kèm thêm miễn ship giao hàng đến tận nhà. Ba chị yêu cuối cùng nhanh tay đặt hàng liền cho em để em sẽ sale cho mình luôn các chị yêu nha. DV015 màu đen kết hợp cùng họa tiết hoa đỏ cực kỳ đẹp, rất là nhẹ nhàng và nữ tính luôn các chị yêu nha. Dạ rồi em ok chị yêu Lan Hương lấy một đầm DV015. Chị mua đồ Dori nhiều rồi, lần nào cũng ưng ý. Dạ cảm ơn chị yêu Hà Viện rất là nhiều đã ủng hộ cho em luôn nha. Nếu như mà mình thích mẫu nào nữa thì nhanh tay đặt hàng liền cho em trong khung giờ live, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho mọi người các chị yêu nhé.